Chương 11. Đạt được tri kiến. Một thời xa xưa, vua Milinda rời thủ đô Sagala của ngài, đến giếng Nagasena, một tỳ kheo, giống như dòng sông Ganges chảy về biển. Đến rồi, vua đặt nhiều câu hỏi với đại đức. Vị sa môn đã xua tan bóng tối, thắp lên ánh lửa của chân lý. Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề sâu xa. Cũng thế, những câu trả lời cho câu hỏi, quả của thiền quán sâu xa và rốt ráo, làm lắng dịu tâm, làm dễ chịu người nghe, khiến người nghe ngạc nhiên và thán phục. Phân tích giới luật và giáo lý siêu phàm, gỡ bao mối chỉ rối, bao sợi dệt chồng chéo, lời giải bày thông minh của vị sa môn bằng ẩn dụ và suy luận. Mong rằng bạn cũng hướng hiểu biết đến đây để tâm an lạc, tràn đầy phấn khởi, lắng nghe những bài giảng sâu sắc này để hủy diệt mọi gốc nguồn nghi vấn. Kinh Milinda vấn đáp. Bài kinh này ghi lại cuộc trao đổi giữa một vị quốc vương Milinda và Nagasena, một vị tỳ kheo Phật giáo nổi tiếng. Vua Milinda sống ở thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và là người kế vị nền cai trị ở Hy Lạp do đại đế Alexander dựng lên sau khi thống lĩnh Tây Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Tên của ngài được dịch sang tiếng Hy Lạp là Medandros. Mặc dù tác phẩm này không thuộc hệ thống Đại Tạng Kinh, nhưng nó được coi là bản kinh Phật giáo quan trọng và sớm nhất sau khi Đức Phật nhập diệt, và thường được nhắc đến. Bản kinh bao gồm một phần giới thiệu ngắn như trên về nội dung của bài giáo lý theo phong cách tán dương ca tụng truyền thống, tiếp theo sau bởi 7 chương xếp theo trình tự các câu hỏi và câu trả lời, mà tôi chỉ chọn một câu là câu hỏi thứ 13 của chương 2. Thế nào là định? Đức vua hỏi tiếp, hành tướng của định là như thế nào thưa đại đức? Đại đức Na Tiên đáp, tâu đại vương, định là quy tâm về một mối, là cột tâm, là tập trung tâm lại, không cho loạn động. Trong tất cả thiện pháp, định là chủ trì, định là tột đỉnh, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, là chỗ chảy xuống. Xin đại đức hãy cho thí dụ. Ví như các cây xà ở nóc nhà, hướng đến nóc nhà, gặp nhau ở nóc nhà, và thế là nóc nhà được coi là điểm quan trọng nhất trong ngôi nhà, với tất cả mọi đặc tính tốt đẹp, là chỗ hướng tới, là nơi tụ họp, là chỗ chảy xuống. Xin đại đức hãy cho một thí dụ khác nữa. Ví như đại vương dẫn 4 loại quân binh ra trận mạc, 4 loại quân binh ấy sẽ y cứ nơi đức vua, họ xem đức vua là lớn, là bậc thống lĩnh tối cao, đức vua là chủ trì, là nguyên đỉnh, là tối thắng, là chỗ hướng về, là nơi tụ họp, là chỗ tiến tới, là nơi chảy xuống, tâu đại vương. Ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ định là bậc chủ trì như vậy, do định mà phát sinh y như thế ấy, đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Này các tỳ kheo, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ thấy được bản thể của sự vật. Đại đức Nagasena, ngài thật là thông suốt. Trích Kinh Mi Tiên vấn đáp, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2002. Đức Phật thường thuyết về chánh niệm hay định, một trong những bài pháp cuối cùng Ngài đã thuyết cho một vị đệ tử. Các trạng thái tâm thức cao thượng này không được gọi là sự buông bỏ trong điều luật cao thượng của tăng đoàn. Chúng được coi là những trạng thái định tĩnh trong điều luật cao thượng của tăng đoàn. Trung Bộ Kinh. Trong chú giảng ta tìm được lời giải thích sâu rộng hơn về điều này. Những ai trong cuộc đời này tinh tấn tu tập trạng thái tâm cao cả này với ý định để lại nó phía sau, có nghĩa là không bám víu vào nó, nhắm đến phát triển tuệ giác dựa trên căn bản thiền quán, họ sẽ đạt được sự an lạc trong tuệ giác qua sự phát triển của định rốt ráo, hoặc ngay cả qua sự phát triển của định cận hành. Access concentration là cách để chấm dứt tâm bám víu. Do đó Đức Thế Tôn đã nói, hãy tu tập phát triển thiền định, ai đạt được định sẽ thấy mọi vật như chúng là. Thanh Tịnh Đạo. Tới đây, một sự liên hệ được thiết lập giữa định và sự tái sinh. Sự phát triển định sẽ dẫn ta tới những trạng thái hiện hữu cao hơn. Do đó, những kẻ phàm phu này, những người chưa đạt được quả dự lưu hay bất cứ những trạng thái thanh tịnh siêu việt nào tiếp theo sau đó, người mà tiếp tục tu tập định và người mà, dù họ có muốn tái sinh vào cõi Phạm Thiên hay không, chưa mất định, tìm được qua sự phát triển định, sự lợi lạc của những hình thức tái sinh tốt đẹp hơn. Trích Thanh Tịnh Đạo. Như thế tâm đạt định ít nhất cũng chắc chắn được tái sinh tốt đẹp hơn. Đức Thế Tôn lại giảng tiếp. Những người đã đạt được sơ thiền ở một mức độ nào đó sẽ được tái sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Và ngay cả sự tu tập định cận hành cũng dẫn đến sự tái sinh tốt đẹp hơn trong những thiện thú thuộc dục giới. Trích Thanh Tịnh Đạo. Chúng ta có thể hiểu là tầng thức cao hơn này có nghĩa là một sự tái sinh tốt đẹp hơn trong cõi người hay cõi trời. Tuy nhiên, những người đã đạt được đến tầng thiền thứ 8 và đã phát triển được định với mục đích chấm dứt sinh tử, đạt được niết bàn ngay trong kiếp sống này và được an trú ở đó trong hạnh phúc, họ tìm được sự lợi lạc của diệt qua sự phát triển thiền định. Do đó người trí không quên tận tâm theo đuổi sự tu tập thiền định. Nó mang lại những quả báo không thể tính lường, thanh lọc ô nhiễm của ái dục. Trích Thanh Tịnh Đạo. Có một ẩn dụ khá thú vị trong Thanh Tịnh Đạo của luận sư Buddhagosa về việc làm thế nào chúng ta có thể dần dần định tâm và làm thế nào chúng ta có thể nhận chân được tâm định. Vì tâm vị tỳ kheo này từ lâu đã bị phân tán trong những đối tượng sắc và vô sắc pháp, nó không muốn theo dõi đối tượng của sự tu định qua pháp niệm hơi thở, giống như chiếc xe do con bò điên hung dữ kéo đi chệch đường. Giả sử bây giờ một mục tử muốn huấn luyện con bê điên hung dữ đã được nuôi dưỡng từ sữa của bò mẹ điên hung dữ. Người đó phải dẫn con bê rời xa bò mẹ, cột nó vào một trụ cột nặng, đóng chặt xuống đất gần đó. Và con bê giật qua giật lại nhưng không thể đi đâu nên đành ngồi hay nằm xuống bên trụ cột. Cũng giống như thế, vị tỳ kheo muốn huấn luyện và làm chủ cái tâm đã được nuôi dưỡng quá lâu bằng sắc pháp đã trở nên hư hỏng thì vị ấy có thể đem tâm xa rời sắc pháp, đến khu rừng rậm hay chỗ hoang vắng và ở nơi đó có thể buộc nó bằng sợi dây chánh niệm vào trụ cột của hơi thở vào ra. Tâm của vị ấy quay qua trở lại, không thể tìm được đối tượng quen thuộc và cũng không thể rứt ra khỏi sợi dây chánh niệm để chạy trốn, sẽ dần dần ổn định bên chính đối tượng này trong định cận hành hay an chỉ định. Do đó cổ đức nói, giống như người cột trâu để thuần chặt chẽ vào trụ, hãy cột tâm của người chặt vào đối tượng tâm. Thanh Tịnh Đạo. Đoạn này muốn nhấn mạnh một mặt vào sự quan trọng của định, mặt khác sự khó khăn như thế nào để có thể đạt được nó. Đó là một công việc vất vả như là việc muốn thuần một con trâu điên. Ở đây cũng nói đến những kết quả mà ta có thể mong đợi. Có hai loại định được nói đến ở đây: định cận hành và an chỉ định. Một số văn bản ở Miến Điện cũng nói đến định tạm thời, là loại định mà tất cả chúng ta đều biết tới. Ví dụ như khi ta muốn gọi điện thoại, ta phải chú tâm vào việc quay đúng các số. Loại định này rõ ràng không liên hệ đến thiền tập và không được Đức Phật đề cập đến trong giáo pháp của Ngài. Định cận hành, excess concentration. Định cận hành là một trạng thái thiền định, trong đó mặc dù niệm an trú trên đối tượng thiền quán, tưởng vẫn còn như những đám mây lơ lửng trong tiềm thức. Vì thế dường như có hai việc xảy ra: niệm trụ vào hơi thở, đồng thời các vọng tưởng lởn vởn qua đầu mà ta không thể xác định được nội dung vì chúng xảy ra quá nhanh. Trong trường hợp này, ta phải quyết tâm hơn nữa để hướng tâm đến đối tượng thiền quán một cách sốt ráo. Tuy nhiên, ta không nên cố gắng áp đặt những sự suy nghĩ có mục đích. Quá bận tâm với các thiền quả chỉ đem lại kết quả trái ngược mà thôi. Vì thiền là để buông xả, chứ không phải để chấp chặt. Định cận hành không đưa ta đến các tầng thiền định, nhưng ta đã biết được một cảm giác khác với khi tâm còn hoàn toàn lăng xăng. Tâm an định rốt ráo, an chỉ định, là tâm có thể trụ trên đối tượng thiền quán, như là hơi thở, từ bi hay quán cảm thọ, để có thể bước vào các tầng thiền định. Các tầng thiền định. Rất ít người quan tâm đến các trạng thái thiền định, nhưng thực ra chúng tạo nên những phương cách thiền tập như những câu trích từ Thanh Tịnh Đạo đã chỉ rõ. Những phương pháp thiền quán sâu sắc khác cũng hướng ta đến con đường của tuệ giác, nhưng chỉ có thiền định tự động đưa đến sự chuyển hóa trạng thái tâm của ta, cho ta cái nhìn xuyên suốt của tuệ giác hay tri kiến. Thật ra chúng ta có hai phương pháp thiền, chỉ và quán, nhưng quan trọng là ta phải hiểu mục đích tu tập của mình. Sự hướng dẫn hoàn hảo nhất cũng thành vô dụng nếu như ta không biết hướng đi của mình, và những phương pháp hữu hiệu nhất cũng vô ích nếu ta không hiểu mục đích của chúng. Thiền tập không phải là mò mẫm trong bóng tối để tìm ra những kết quả bất ngờ nào đó. Trái lại, thiền là khoa học của tâm mà mọi người đều có thể ứng dụng, nếu như họ có đủ hiểu biết và thực tập thường xuyên. Thiền có thể được mô tả một cách hợp lý như là khoa học vì nó đã được diễn tả bằng những ngôn ngữ rõ ràng, và những kết quả của nó cũng đều cụ thể và có thể được lặp lại. Không có gì là ngẫu nhiên hay may rủi trong đó. Đức Phật cũng đã mô tả các kết quả của thiền về mặt thiền định một cách rõ ràng, chính xác, dù không đào sâu. Bây giờ chúng ta sẽ xét về các thắng tri mà chúng đem đến cho ta, với sự cảnh báo rằng những lời dạy của Đức Phật chỉ là những mũi tên chỉ đường. Chính chúng ta phải tự đi từng bước trên con đường đạo. Sơ thiền. Lấy thí dụ về chánh niệm trên hơi thở, ta có thể nói rằng sơ thiền được ghi nhận bằng sự chứng nghiệm hơi thở càng lúc càng vi tế hơn, rồi trở nên không thể cảm nhận được nữa, cho đến một lúc cảm giác an lạc nơi thân phát khởi. Sơ thiền được ghi nhận bằng 5 yếu tố tích cực đối trị với 5 chướng ngại quen thuộc trong thiền tập là hôn trầm, nghi, sân, trạo cử và ái dục, đưa chúng ta qua một quá trình thanh lọc tự động giống như cái máy giặt tâm linh vậy. Theo Đức Phật, một khi đã phát triển được sơ thiền dù chỉ trong một mức độ nào đó, ta chắc chắn sẽ được một sự tái sinh tốt đẹp. Cũng là điều tốt nếu ta không quá quan tâm đến mục đích được tái sinh tốt đẹp. Đúng ra, nếu đạt được sơ thiền ngay trong cuộc sống này, cũng đủ là một quà tặng của cuộc sống rồi. chắc chắn đó là một lợi thế cho bất cứ sự tái sinh nào sẽ đến với chúng ta. 5 yếu tố có thể tìm thấy trong sơ thiền là tầm, initiation application, tứ, sustain application, hỷ, piti, lạc, sukha và nhất tâm, ekagata. Sự nhất tâm không chỉ cần có mặt trong thiền định mà cả trong hai phương pháp thiền chỉ và thiền quán, cũng như nếu không có chút ít nhất tâm, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì ích lợi cả. 5 thiền chỉ này có những hiệu quả tự động trên 5 chướng ngại. Trước hết, tầm, vitaka, đối trị với tinh thần uể oải, đặc tính của hôn trầm. Tứ, trụ vào một đối tượng thiền, vikara, đối trị nghi, vì nó đem đến cho tâm một sự an lạc sâu lắng. Nhưng nghi chỉ có thể hoàn toàn được đoạn trừ khi đã chứng nghiệm được quả thánh đầu tiên theo truyền thống được coi là quả dự lưu. Piti, hỷ, bao gồm một cảm giác an lạc nơi thân, đối trị với sân hận, vì ta không thể cùng lúc cảm nhận sân hận và hỷ. Và nó cũng làm suy yếu sân hận, vì ta biết rằng ta có thể ngồi xuống để lại chứng nghiệm được trạng thái hỷ này bất cứ lúc nào. Thật vậy, chúng ta càng thường phát khởi piti thì càng tránh bị sân hận nhiều hơn, dù rằng nó chưa thể bị bứng gốc hoàn toàn, vì các chướng ngại và tập khí của ta chỉ có thể đoạn diệt bằng tuệ giác, đạt được qua sự phát triển chánh niệm thiền quán. Sukha hay lạc, đối trị lo lắng trạo cử, vì nếu ta đã kinh nghiệm được lạc thì ta không còn cần phải tìm kiếm điều gì nữa. Cuối cùng, nhất tâm ekagata, đối trị với ái dục. Nếu ta có thể trụ tâm vào đối tượng thiền quán thì ta sẽ không thể dự định gì, thí dụ như là chúng ta sẽ ăn cái gì vào sáng nay. Do đó, tầng thiền thứ nhất mà ta có thể chứng nghiệm như một cảm giác an lạc vật lý, đối trị 5 chướng ngại ở một mức độ chứng nghiệm sâu sắc hơn, nhưng quan trọng hơn cả là nó giúp ta tiến bước trên con đường thiền. Nhị thiền. Trong sơ thiền, hành giả cảm giác sự phấn khích cộng với lạc. Khi cảm giác phấn khích được bỏ lại đằng sau, hành giả bước vào trạng thái chứng của nhị thiền với tâm tràn đầy an lạc sâu xa, khi lạc trở thành đối tượng thiền quán duy nhất. Dù an lạc là một chứng nghiệm kéo dài hơn là sự phấn khích, cảm giác đó cũng vô thường. Và hành giả sẽ quên mục đích hành thiền của mình nếu quá bám víu vào các cảm thọ mà thiền quả này mang đến. Một điều cần được ghi nhận thêm là lạc thọ thường đến với chúng ta qua sự tiếp xúc của các giác quan, qua cái thấy, âm thanh, mùi vị, xúc hay ý. Xưa nay, lạc thọ dựa trên những điều kiện bên ngoài, nhưng trong nhị thiền, cảm giác này chỉ dựa vào cuộc sống nội tại của ta, nhất là sự định tâm. Một khi đã hiểu được như thế, ta không cần phải dựa vào người khác để được an lạc, và sự liên hệ giữa ta với người sẽ bắt đầu thay đổi. Khi họ làm vừa lòng ta, điều đó chắc chắn là dễ chịu rồi, nhưng chúng ta cũng không đòi hỏi là họ phải làm vừa lòng ta hay nổi cáu khi họ làm ta phật ý. Nếu những điều này không xảy ra là ta đã có thể chứng nghiệm được lạc, nhưng không chú tâm đủ để nhận biết được nó. Cái nhìn của ta đối với sự xúc chạm của các giác quan có thể còn được hiểu sâu hơn nữa. Vì ta không thể so sánh niềm an lạc sâu xa trong thiền định với bất cứ thứ gì mà ta đã kinh qua trong cuộc sống thế tục. Sự tiếp xúc của các giác quan trở nên kém quan trọng hơn, và chúng ta sẽ không còn tìm kiếm sự thỏa mãn qua các xúc chạm giác quan nữa. Cuộc sống của con người lúc nào cũng đầy những sự tiếp xúc dễ chịu của các giác quan, vì cái đẹp luôn ở khắp mọi nơi. Để ta nhìn, để ta nghe, rồi ngửi, nếm hay nghĩ về chúng. Nhờ đó ta có thể sống được ở trên đời. Tri kiến này không có nghĩa là ta không nên tận hưởng một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, mà nó có nghĩa là ta nhận thức được ít nhất là một điều: tất cả những cảm giác xúc chạm của ta đều thoáng qua. Nhất là với buổi hoàng hôn, và thêm nữa, lạc thọ có được chỉ qua các xúc chạm giác quan, không thể so sánh với trạng thái lạc trong nhị thiền. Niềm an lạc mà ta chứng nghiệm được trong nhị thiền thuần khiết hơn, mạnh mẽ hơn, vì nó không dựa vào sự xúc chạm giác quan và không có bám víu kèm theo. Cảm giác này chỉ có thể có được khi hành giả đã buông bỏ thế giới bên ngoài, đã tìm được con đường đến với cuộc sống nội tâm. Như thế ta vẫn còn được tự do tận hưởng các xúc chạm giác quan, nhưng không mong đợi một sự thỏa mãn hoàn toàn hay bền lâu nơi chúng, không còn chạy đuổi theo những cảm giác xúc chạm dễ chịu và bám víu vào chúng. Ngược lại, những cảm giác xúc chạm khó chịu cũng không còn khiến ta phiền não, vì ta biết rằng chúng sẽ qua đi. Sau khi ta đã kinh nghiệm được niềm an lạc thậm sâu mạnh mẽ của nhị thiền, ta không còn cần phải phản ứng theo các cảm giác xúc chạm khó chịu nữa. Chúng chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến ta vì ta còn phản ứng theo chúng. Mà thay vào đó, ta bắt đầu nhìn chúng như là một hiện tượng đến rồi đi. Vì chúng ta đã nhận thức được trạng thái chóng qua của chúng, nên ta không còn bám víu vào các lạc thọ hay tránh né các khổ thọ mà chúng có thể đem đến cho ta. Điều này có nghĩa là ta sẽ tiếp nhận từng cảm giác dễ chịu khi nó đến. Nếu ta đã không tìm kiếm, không mong mỏi, hoài vọng hay bám víu vào nó, ta sẽ trải qua những giây phút an lạc thuần khiết và không cảm thấy nuối tiếc khi nó qua đi. Nếu chúng ta không thể nhận ra được các tri kiến phát khởi từ nhị thiền, là chúng ta đã không quan sát các chứng nghiệm của mình đủ thấu đáo sau khi xả thiền. Chúng phải là những sự nhận thức xác thực mới có thể chuyển hóa được cuộc sống của ta. Đối với người tu thiền không phải khó đạt được các tầng thiền định. Phải mất bao lâu mới đạt được định chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cũng tùy thuộc vào các điều kiện nhân quả. Những người với tâm phân tích, lý luận mạnh mẽ, thích quan sát nghiền ngẫm mọi thứ, thường cần phải đạt được tri kiến trước khi họ có thể tìm được sự thanh tịnh bình an. Nói chung, nếu ta tìm được sự an bình thanh tịnh trước rồi đến tri kiến là phương cách tốt hơn, vì các tầng thiền định sẽ tự động mang tuệ giác đến cho ta. Tam thiền. Trong tam thiền, hành giả cũng lại chứng nghiệm được sự an lạc và nhận thức được nhân quả. Một khi chúng ta đã có thể trụ đủ lâu trên đối tượng thiền quán, ta sẽ có thể bước vào thế giới nội tâm. Một khi ta đã trải nghiệm được những cảm giác vật lý tuyệt vời đủ lâu, ta sẽ đạt được an lạc. Qua cảm giác kéo dài của lạc thọ, tâm bình an phát khởi, vì việc tìm được hạnh phúc và niềm an lạc mà ta đã từng kiếm tìm dần dần khiến ta cảm thấy tự tại. Sự tự tại này đem đến cho ta hạnh phúc. Từ tam thiền, hành giả đạt được nhận thức rằng sự tự tại chỉ có thể có mặt khi vắng bóng các ái dục. Nếu chúng ta muốn có được an bình trong cuộc sống đời thường mà không cần phải cố gắng xếp đặt những điều kiện bên ngoài làm sao để chúng có thể đem đến cho ta sự tự tại, là điều dầu gì cũng không thể có. Ta cần phải buông bỏ mọi ái dục. Với tri kiến đó, ta có thể chứng nghiệm được sự an bình. Khi nào ta còn muốn thay đổi người khác hay hoàn cảnh xung quanh thì ta sẽ vẫn còn phiền muộn, khổ đau đấy. Người duy nhất mà ta có thể thay đổi chính là bản thân ta. Người khác chỉ là những yếu tố phụ trong cuộc đời của ta, và nếu ta không vừa lòng với họ thì tranh chấp, bực bội sẽ xuất hiện. Rồi vấn đề này sẽ kéo theo vấn đề khác. Sở dĩ ta nghĩ rằng sự đau khổ của ta là do những yếu tố bên ngoài đem đến, là vì ta chưa nhận thức được rằng nguồn gốc của chúng là ở bên trong. Tam thiền có thể giúp ta nhận thức được rằng sự tự tại chỉ có thể có khi ta không còn ôm ấp ham muốn gì. từ đó đưa đến cảm giác của sự nương tựa nơi bản thân và của sức mạnh nội tại. Sự tự tại trong tầng thiền thứ ba có thể được chuyển tải đến cuộc sống đời thường của ta. Chúng ta thường bực bội khi gặp phải điều không vừa ý và thường tìm người để đổ sự bực bội của mình lên. Lúc đó ta cần phải tự nhắc nhở bản thân về lý do thực chất của vấn đề. Trong ngày, thỉnh thoảng ta vẫn thường hồi tưởng lại những tri kiến từ các tầng thiền định. Nếu sự thực hành tâm linh của ta chỉ xảy ra trên chiếu thiền và không đi đâu xa hơn nữa, hay ta quên luôn sau đó, thì việc hành thiền của ta không ích lợi nhiều. Cái lợi duy nhất có thể là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, không bị đau ở đầu gối nữa, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do để ta tu thiền. Những tri kiến đạt được trong các tầng thiền định không chỉ phù hợp với lý trí mà còn phải được thực chứng mới có thể hiểu được, và sự tu chứng này phải xảy ra cho từng cá nhân. Tốt hơn hết là các tri kiến này phát khởi không phải trong lúc thiền định mà khi chúng ta đã xả thiền. Hành giả cũng có thể chứng nghiệm được chúng trong lúc thiền định, nhưng hành giả cần phải có một quá trình tu thiền khá công phu và tinh tấn để tránh bị lầm lạc. Do đó điều này không nên xảy ra khi ta vừa bắt đầu tu. Tốt hơn, ta cần khéo tu luyện với khả năng cho phép tiến sâu vào định, để khi ra khỏi định, ta có thể hồi tưởng lại và hỏi: tôi đã chứng nghiệm được gì? Đã rút tỉa được gì? Dù sự chứng nghiệm chỉ là vô thường, nhưng tôi đã học hỏi được điều gì? Ý thức và hiểu được những sự chứng nghiệm của mình là mục đích của thiền. Vì chúng ta thực hiện động tác này cho chính bản thân, nên ta đã nhận được một sự rèn luyện tâm sâu sắc. Không có chút hoài nghi nào trong tâm ta rằng các sự chứng nghiệm này là xác thực, dù người khác có thể hoài nghi. Lúc ấy cuộc sống nội tâm của ta đã được chuyển hóa bằng cách đó. Nhận thức được cái biết này là cửa ngõ vào tuệ. Tứ thiền. Ba tầng thiền đầu không khó tu tập, tuy nhiên tầng thiền thứ tư đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Bốn tầng thiền đầu tiên được gọi là thiền sắc giới. Chúng vẫn còn thực thể và tương đồng với một số trạng thái ta có thể cảm nhận trong đời sống hàng ngày, tuy nhiên chúng có một nền tảng khác. Trong cuộc sống đời thường ta cũng có những cảm giác vật lý dễ chịu, những hỷ lạc, dù chưa được trọn vẹn và luôn phải dựa vào các yếu tố bên ngoài. Trong tứ thiền, cảm giác an bình đã sâu lắng đến hoàn toàn vắng lặng. Sự chứng nghiệm này trở thành đối tượng thiền quán và sự nhận biết được nó chỉ có mục đích hỗ trợ. Do đó, ở sơ thiền, đối tượng thiền quán là những cảm giác dễ chịu nơi thân, ở nhị thiền là hỷ, ở tam thiền là lạc và tứ thiền là tĩnh lặng. Chỉ có đối tượng thiền quán có mặt trong tâm, không có gì khác nữa. Những đặc tính này của các tầng thiền định có thể không rõ ràng. Khi chúng ta còn ở giai đoạn tu tập thiền, chúng có thể thoáng qua và ta chỉ có thể nắm bắt được chúng trong phút giây mà thôi. Và chúng chỉ trở thành các trạng thái thiền định khi ta có thể duy trì được chúng, khi trong tâm ta không còn gì khác ngoài đối tượng thiền quán. Sự tĩnh lặng của tứ thiền dường như sâu lắng hơn, tưởng chừng như tâm đang chìm đắm, dù dĩ nhiên là không phải thế. Tâm đang ổn định ở ngay nơi ta đặt nó vào. Như khi ta chú tâm vào ngón chân cái ở bàn chân phải của mình thì nó sẽ trụ ở đó. Vì thế, nếu ta để tâm đi sâu vào tĩnh lặng, ta sẽ cảm thấy chìm sâu trong sự tĩnh lặng đó. Một khi đã kinh nghiệm được sự tĩnh lặng này, ta có thể thấy một sự tĩnh lặng hoàn toàn như thế chỉ có thể có được nếu ta buông bỏ phần lớn ngã chấp. Tri kiến này dọn đường cho ước muốn được giải thoát. Một người khôn ngoan đều mong được tĩnh lặng, an bình và hạnh phúc. Khi ta đã nhận thức được rằng Sự tĩnh lặng sâu lắng này chỉ có thể có được một khi ngã chấp của ta đã hoàn toàn được dời vào hậu trường, thì ta sẽ có ước muốn mãnh liệt hơn để buông bỏ ngã tưởng và ngã chấp. Tất cả phải được chứng nghiệm, không phải tự nghĩ ra. Dĩ nhiên, các tầng thiền định này cũng có thể không đồng nhất. Có khi ta chứng nghiệm được chúng một cách sâu xa, nhưng lần khác nếu ta không chú tâm đủ thì ta có thể kinh nghiệm được chút ít hỷ lạc, an bình nhưng không tràn đầy. Tuy nhiên, sự chứng nghiệm của các tầng thiền định này cũng có thể đủ mạnh để có một ảnh hưởng sâu xa và lâu dài. Nói theo thế tục thì ấn tượng của tình yêu đầu tiên luôn mãnh liệt hơn. Ảnh hưởng của các tầng thiền định ít nhất cũng phải sâu sắc như thế để ta có thể đạt được tri kiến từ đó. Và cùng với ý muốn giảm bớt chấp ngã, xuất hiện một ước muốn thiết tha được giải thoát như thường được diễn tả trong giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đã tự chứng được sự thật của một trong những lời dạy căn bản của Đức Phật rằng ngã tưởng ngăn trở bước đường hạnh phúc của ta. Chúng ta đã biết cảm giác đó như thế nào khi ta buông bỏ được ngã tưởng. Do sự nhận thức này và lòng quy ngưỡng đến những lời Phật dạy, tín tâm của ta được phát triển. Chúng ta không cần phải phát họa ra những điều cần làm, mà chỉ cần tuân theo những lời Phật dạy với lòng tin và sự quyết tâm. Điều kế tiếp chúng ta nhận biết là sự tăng trưởng tính cấp bách trong việc tu tập. Do đó chúng ta phải thực hành ngay bây giờ, không đợi đến khi ta được có hoàn cảnh thuận tiện, thời tiết hay đạo hữu tốt hơn. Chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự nôn nóng, ước muốn được giải thoát và tín tâm. Chỉ có với niềm tin, lòng tin cậy và sự tự tin mà ta mới có thể trở nên tự nguyện. Chúng ta trở nên giống như những đứa trẻ tự tin nắm tay mẹ mình để bước qua đường. Đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng ở người mẹ, hoàn toàn dựa vào trí tuệ của mẹ và nghe theo lời dạy của mẹ. Nếu chúng ta để cho tâm trẻ thơ trở về với mình và không tự cho mình là biết tất cả, hay chỉ nghe theo bản năng của chính mình, thì ta sẽ thành công trong việc hoàn toàn tin tưởng vào Phật Pháp. Trong phần lớn trường hợp, điều này chỉ trở thành khả thi khi ta đã tu tập đến tứ thiền đủ lâu và rốt ráo. Nó cũng tùy thuộc vào những điều kiện nghiệp quả của ta. Trong tứ thiền, tâm tiếp nhận được một sự hỗ trợ năng lượng rất mạnh. Nếu tu tập tứ thiền một cách đều đặn, ta sẽ có được một cái đầu sáng suốt hơn nhiều. Điều đó gần giống như suối nguồn tâm linh của tuổi trẻ. Giống như khi thân ta nghỉ ngơi vào buổi tối, được nạp năng lượng, thì tâm cũng sẽ thu thập thêm sức mạnh khi nó kinh nghiệm được sự an tịnh sâu xa của tứ thiền. Lúc ấy, tâm thực sự muốn hiểu được sự tương quan giữa vạn vật cần một sự tái tạo như thế nào.